Dự báo trước sức mua hàng hóa tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ này, nên các siêu thị, trung tâm thương mại, hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã chủ động nguồn cung hàng hóa dồi dào. Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long đã chủ động làm việc với hơn 600 nhà phân phối để chủ động nguồn cung hàng hóa, cùng với đó là triển khai nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá để kích cầu. Lượng khách đến mua sắm tại các chợ truyền thống cũng tăng mạnh, trong đó tập trung vào nhóm hàng rau củ quả, thủy hải sản, trái cây. Sức mua tăng 20 đến 30% so với ngày thường, giá cả các mặt hàng này tăng từ 10 đến 20%.